Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với trại bò Ngọc Hân. Địa chỉ bên em ấp Tân Thạnh Tây, xã Tân Phước Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Em chuyên cung cấp bò giống, bò thịt, bò vỗ béo, các loại bò luôn các bạn. Rồi các anh chị nào bán bò thịt số lượng lớn, cái điện thoại đến em, số điện thoại 0777 186 271. Địa chỉ bên em ấp Tân Thạnh Tây, xã Tân Phước Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Hôm nay là em bắt của anh khách này là 150 con bò. Giờ xe lên tới 4 xe 3 giờ. Nó mua hết chuồng luôn các bạn. Các anh chị nào cần bò giống, bò sinh sản, bò thịt thì hãy liên hệ đến em, số điện thoại 0777 186 271. Em chuyên cung cấp bò số lượng lớn, giao sỉ các tỉnh thành. Giao sỉ số lượng lớn các tỉnh thành luôn các anh chị. Các anh chị yêu thương em hãy cho em một like và chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ em nha. Các anh chị nào có muốn bán bò số lượng lớn thì cũng hãy liên hệ đến em. Muốn mua bán gì cứ liên hệ đến em. Bò này bò xin. Xin sinh sản. 3B kem. Các loại bò luôn, em thu mua các loại bò luôn các anh chị. Số lượng lớn bao nhiêu em cũng mua hết á. Trăm năm chục con bò này là chở tới 4 xe 3 giò nha các bạn, mới hết nổi. Giờ dồn nó lại xong rồi khớp mỏ nó, khớp mỏ rồi cho lên xe. Rồi vậy là đợi bỏ xuống mới kéo hay sao? Chưa? Rồi hả?